Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem con clip vlog biển Vlog nha. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn là món là thịt rén mối. Rén mối thì mọi người sáng chung hồi sáng đến giờ mình đã câu cũng được vài con. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem rén mối nha. Đây mọi người, thịt rén mối đây, câu được chích được rồi 2 4 6 8 10 hơn chục con. Hơn chục con nha mọi người. Vậy giờ bắt đầu là mình sẽ làm nó và mình sẽ nướng á. Và các bạn cho xem nha. Làm nãy giờ cũng đã xem rồi nha mọi người. Chúng là cũng đã xem rồi. Ê mọi người thấy không? Làm được nhiêu đây á. Và lá lốt với dưa xá thì ướp. Rồi mình sẽ nướng viên con nha mọi người. Mình sẽ nướng viên con. Vậy bây giờ mình sẽ check lá lốt nha mọi người. Lốt nhỏ bỏ vô luôn. Thấy mèo miền đây là thích muốn ăn rồi ạ. What the fuck? Ý mọi người. Màu ngon mà không có bạn hiền. Thì đổ cho chó ăn đi. Rồi bây giờ mình sẽ đổ lên đi mình nướng mọi người. Quay. Nướng nguyên con luôn. Chô, bữa với gia vị rất là thơm nè mọi người. Rất là nhiều luôn, chắc cỡ 13 con, 11 con, 12 con nhiều mọi người. Có những con to nữa. Vậy chứ mình sẽ đổ lên nha. Rồi mình nướng tiếp. Chứ đổ luôn nó cũng được.
thì đại lại kẹp lại kẹp nát. Rồi mình sẽ bó này mọi người. Nó lứa nãy mình ác cho mọi người để mình chỉ bó thôi, tại vì mình đã chờ nó lâu quá. Nó lứa minion có gì mọi người đừng quên cho mình một like và subscribe cho mình nhé. Còn mà ai không biết là subscribe thì đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Subscribe còn gọi là như đăng ký nè mọi người. Nên mọi người ủng hộ cho mình nha, yêu quý kênh Lơ Biển Vlog, mọi người ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trời rất là tối rồi mọi người. Chúng là trời nó rất là tối này đấy mọi người. Bật nhà bật điện mà. Mình đi nướng chỗ nào mà nó chưa chín mà chỉ nướng nướng tại những ngồi đây nó lò mini, lò siêu mini. Lò siêu mini vậy mọi người, lò đây là lò nướng em móng móng rồi nhẹ rồi vậy mình nướng được, nướng lò to quá mình sẽ cho lò khác. Đây là thịt đó nè, thịt ngon lắm mọi người. Wow. 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 Trời ơi, trời ơi. Đây là thịt nè. Chắc chắn là ăn được ngay. Chắc chắn là ăn được ngay. Tôi vợ thơm lắm mọi người, thơm xem mà ung thư mũi luôn mà. Thơm quá trời thơm luôn. Thôi mà chịu nói luôn ạ. Ngồi đi mày canh nỉ giờ mà muốn ăn được mà ăn được ngay. Chắc gì ăn được ngay. Chung bây giờ là 9 rồi nha mọi người.
Ý mọi người thấy không? Thì ấy là mấy cái điện điện không phải là nướng cháy điện, cháy điện đâu nha. Tại vì có nãy có mình bỏ lá lốt vô vào là nhìn là nướng có đen. Bỏ dĩa qua đây. Mình chỉ đem bỏ dĩa ra mình chỉ làm thứ thứ ngon nha mọi người. Nước đem vào kia rồi. Anh như đem bà kia nhảy lái cái dẹt xuống, dẹt xuống, đó uống. Biết nhậu sò nhậu ốc gì biết. Ghé xuống, ghé xuống. Đừng bỏ những gì còn sót lại. Ăn cho hết luôn. Sạch sẽ. Rồi rồi. Các bà ơi, bà ơi, đi. Một con. Trúc là gì? Hai con. Ba con. Bốn con. Ờ, đúng nguyên con hả? Chưa, cái này cơ... Ai đó đâu? Đem cầm lên, đổ đổ luôn. Cầm lên. Em nói vô. Không chừa như vậy nhưng mà ừ, còn gì đấy. Biết luôn. Quay luôn. Chùa ngon, đẹp đẹp này. Rồi. Rồi mình chỉ đem vô và ăn thứ nha mọi người. Cái này mình chỉ chấm như tương ớt. Mọi người chờ xem nha. Rồi mình vậy chưa con nha mọi người. Ngon này, chấm như cua. Trời ơi, quá ngon. Ờ. Ngon không ra đâu mà ngon hơn thịt gà, thịt lợn, thịt đồ các loại thịt luôn ạ. Có món nào mà một ngon như món này. Đéo tin. Chứ à. Ngon ba chay, ngon nhất nách. Ờ. Ung thư mũi ngon nha mà nó ngon ngon nha mày, chết tiếng luôn. Ừ. Mấy cái đây anh hầu cho nước hàng mọi người. Anh chơi không rồi chứ. Mấy anh uống gì rồi ta. Mọi người nghe nha. Ôi quà, ngon không có tả lượng mọi người. Rồi video này mọi người cảm thấy hay cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Subscribe để một lượt đẹp trai nha. Và bây giờ mình sẽ đi tắm cho giờ mình chưa tắm luôn mọi người. Và bye bye mọi người nha. Bye mọi người. Bây giờ mình sẽ đi ăn cơm luôn mọi người. Cơm luôn. Bye bye. Cơm luôn.